Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với DF. Và mình là Long. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách mà mình đã kiếm được 2.000 đô tại cái con game Idol Loca như thế nào. Và trước khi đến với cái cách mà mình đã kiếm tiền như thế nào, thì mình muốn cho mọi người xem những cái thông tin mà mình đã chia sẻ trên cộng đồng DF. Vào ngày đầu tiên mà game ra thì mình có share cho anh em cái code 500 kim cương để giúp anh em có được cái nguồn tài nguyên khi mới vào game. Kế tiếp thì Long đã làm chuột bạch thông qua cái việc là mình mua những cái item vàng trong shop. Và sau đó mình leo ải lên thì mình mới phát hiện ra là khi lên những cái ải cao hơn thì nó có thể rớt ra item. Và Long cũng đã thông báo cho anh em trong group để không bị mất tiền bậy. Thì tiếp theo, sau khi mà leo lên được những cái tầng tháp cao hơn rồi thì mình đã phát hiện ra một cái đội hình giúp cho mình vượt ải một cách cực kỳ dễ dàng luôn. Và mình cũng đã chia sẻ lại cho anh em thông qua một cái video trên YouTube. Và từ nãy đến giờ là những cái thông tin để mà chúng ta có thể dùng gia tăng sức mạnh cho đội hình của mình. Kế tiếp mới là một cái phần quan trọng và cũng như là cái phần mang lại nhiều nguồn thu nhập nhất cho Long và cũng như là những anh em trong DF luôn. Và đó là cái phần chơi Machina Tactical. Thì cái này á, mình cần phải đua top và có thể kiếm được rất nhiều tiền thông qua cái việc đua top này. Với cái thông tin đầu tiên mà Long đã truyền tải đến trong group, Long đã chia sẻ cho mọi người cách để có thể leo lên được top 100. Và sau đó khi mà Long thấy là mọi người đã bắt đầu hình dung được cách để leo lên top 100 rồi, thì Long lại tiếp tục chia sẻ cho mọi người một cái bài viết hướng dẫn cách để mọi người có thể leo lên top 10. Và đây thì gần như là khi mà đã lên được top 100 rồi, việc đạt được top 10 nó chỉ cần phụ thuộc vào cái độ kiên trì và cũng như là cái sự may mắn của mọi cá nhân mà thôi. Và nhìn chung lại thì cái mùa vừa rồi của Idol Loca trong group của mình có rất là nhiều anh em đạt được top 100, đồng thời cũng có một số anh em đạt được top 10. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời đối với Long luôn, bởi vì khi mà mình chia sẻ và nó mang lại được cái giá trị cho những cái người xem thì nó quá tuyệt vời rồi. Ok, và tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cái thành tích cá nhân của mình trong cái mùa vừa rồi tại cái con Idol Loca này. Và đây là thành tích cá nhân của mình. Mình đã đánh được vào top 10 khoảng 6 hạt. Hạt đầu tiên là Mr. 1 này và Sting này. Đồng thời thì mình có cả hạt top 1, top 2 và kế tiếp là hạt top 4 và top 5. Tất cả 6 hạt này đều là do mình đánh cả. Vậy thì câu hỏi đặt ra là mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền để có thể có được 6 hạt trong top 10. Ok, thì tiếp theo mình sẽ giải quyết cái câu hỏi đó ha. Thì vì một vài lý do khá là khó chịu cho nên là mình không thể dùng giả lập để quay video được, và mình đã dùng điện thoại để quay lại, sau đó re-up lại cho mọi người xem. Thì tại cái act top 1 này, mình đã đầu tư khoảng 1 triệu mốt cho cái phần nạp này. Thì như mọi người thấy đó, ở đây nó con số như thế này ha. Thật sự thì Long không nhớ là phải 1 triệu mốt hay không, nhưng mà nhìn như thế này thì nó có thể là khoảng đó. Ok, và tiếp theo thì mình xem là có thật sự là đạt được top 1 với 1 triệu mốt hay không. Và đây, như mọi người thấy ha, mình đã đạt top 1. Và cái phần thưởng của top 1 thì là 5.000 cái điểm kem đó. Giá trị của nó như thế nào thì một chút xíu nữa Long sẽ cho mọi người xem. Vậy thì những cái hạt còn lại mình đã đầu tư bao nhiêu tiền? Đây là cái hạt top 1. Nó nằm ở top 5. Lúc nãy mọi người có thấy ở trên bảng xếp hạng thì hạt này nó đã nạp bao nhiêu rồi? Mọi người xem ha. Đây, thì hạt này là Long chơi free và gần như không nạp bất kỳ đồng nào cả, và có thể lấy được cho mình một cái vị trí top 5. Và thật sự thì Long không nghĩ là nó có khả năng đó luôn, cho tới khi mà Long làm được điều đó. Ok, mình sẽ chạy tiếp video ha, để mình qua cái phần rank kia cho nó hợp lý một tí, chứ mắc công mọi người lại nghĩ là mình tua cái thứ. Thì đó, reward info nè, chúng ta đứng top 5. Và cái phần reward này mình sẽ cho mọi người xem. Hiện tại thì top 1 là 5.000 kem, top 2 đến 10 là 2.000 kem. Thì vị trí là Long đã có được 5.000 kem ở top 1 và 5 hạt còn lại nữa là 10.000, tổng cộng là 15.000 kem. Ok, và tổng token mình kiếm được là 15.000 kem. Vậy thì tổng cái chi phí mình đã bỏ ra là bao nhiêu tiền? Và bây giờ Long sẽ cho mọi người một cái con số chính xác về số tiền mà mình đã bỏ vào cái tựa game này với 6 account nằm trong top 10. Đầu tiên, hạt top 9 là hạt đã nạp khoảng 400.000, chính xác là ít hơn 400, nhưng mình sẽ tính 400 cho tròn. Hạt top 8 không nạp, hạt top 1 nạp 1 triệu mốt và hạt top 2 nạp 896.000. Rồi hạt top 4 và top 5 cũng là 2 hạt chơi miễn phí luôn. Thì như top 1 mọi người cũng đã thấy rồi, lúc nãy Long có show cho mọi người xem cái lịch sử không nạp của nó. Và gần như những cái hạt mà đã nạp tiền thì chắc chắn sẽ có cho mình một cái con tướng đỏ như hạt này, và đồng thời là hạt này nữa. Còn hạt này thì xui quá cho nên là không có con tướng đỏ. Và cuối cùng thì lúc nãy Long cũng có nói với mọi người là tổng cái phần thưởng của 6 account này nó dao động khoảng 15.000 kem. Thì với 5.000 kem là mình đã có 927 CTS rồi, và nếu như 15.000 thì mình sẽ có đâu đó khoảng là 2.700 CTS. Thì với cái con số như thế này và với giá của CTS hiện tại đang là 0.95 đô, thì Long nghĩ 2.000 đô đó là một cái con số quá là bình thường. Và thậm chí là Long đã tính tới cái vấn đề lạm phát để giảm nó về cái mức 2.000 rồi. Và đó là cách mà Long kiếm được 2.000 đô tại cái tựa game Idol Loca này.
Và đương nhiên, Long làm ra cái video này không phải là vì muốn khoe cái thành tích cá nhân của mình hoặc là cái thành tích của OnRoad, mà mình muốn truyền tải đến mọi người một cái thông điệp, đó là hãy làm đi. Ít nhất là mình cũng biết được thực lực của mình nó đang nằm ở đâu, chứ đừng có kiểu là chưa làm mà mình đã nghĩ là mình sẽ không làm được, hoặc là chưa làm mà mình đã nghĩ là sẽ có ông này làm, ông kia làm. Mình chắc chắn mình sẽ không bằng người ta đâu. Bởi vì cơ bản á, Long chơi khá là nhiều tựa game free rồi. Có game Long vào Long chơi và đương nhiên rồi, Long không thể vào top được. Có game Long vô thì Long được chập chững ở một cái mức top có thể kiếm ăn được. Và như con Idol Luka chẳng hạn, thì Long vào và Long có thể nằm được ở một cái vị trí top cao. Long nghĩ đó là một cái thế mạnh của mình trong cái việc chơi những cái tựa game chiến thuật như thế này. Vậy thì cớ sự gì mà mình lại không thử những cái con game miễn phí cho mình một cái cơ hội để có thể kiếm được tiền từ đó? Lý do mà Long nói đến cái vấn đề này á là bởi vì ngay từ giai đoạn đầu, khi mà Long rủ những cái người quen của mình, những anh em ở những cái group mà mình quen á chơi game á, thì mọi người cũng có người vào thì cũng có người chê, bảo là free thì không kiếm được đâu. Những anh em vào á thấy Long top 1 á thì mọi người nói là ừ vài hôm nữa cũng rớt thôi. Và mình thấy là tại sao lại như vậy nhỉ? Khi mà chính cá nhân mình có thể làm được thì mình không có gì phải ngại hết cả mọi người, cứ làm thôi. Nếu được thì tốt, còn không được thì cũng chả mất gì cả, bởi vì nó là game free mà. Ví dụ như các cờ lon của Long thì Long không chơi nó ngay từ những ngày đầu, Long chỉ vào login và nhận quà thôi. Sau đó Long ợp, tại vì Long nghĩ là không nạp tiền vô thì làm sao mà kiếm được tiền. Nhưng bỗng dưng khi mà Long chơi cái hạt chính của mình không chơi được nữa rồi, Long quay qua cái hạt cờ lon đó, Long chơi và may mắn thay, mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, giúp cho mình vào top luôn. Và cũng nhờ nó mà mình tìm hiểu được những cái tip mới, những cái cách mới, rồi mình có thể chia sẻ trên cộng đồng. Và cũng như là mình dùng cách đó để mình có thể leo top cho cá nhân mình và kiếm được tiền. Cho nên là khi mà mọi người gặp một cái dự án nào đó rồi thì có thể đó là duyên với mình, thì mình cứ thử thôi. Nếu như mình không mất mát hoặc là mất mát không nhiều thì mình vẫn nên thử, bởi vì biết đâu chỉ vài đồng bạc lẻ đó thôi mà có thể giúp cho mình ít 10, ít 100 thì sao. Long đã từng có một cái sự kiện như vậy rồi. Ok, và thông điệp Long muốn truyền tải chỉ có như vậy thôi. Và nếu như mọi người quan tâm đến việc chơi game kiếm tiền thì có thể tham gia vào DAF của mình. Trong tương lai và trong thời gian tới, mình sẽ có chia sẻ khá là nhiều con game nữa, và đồng thời thì mình vẫn chia sẻ cách chơi luôn, bởi vì con nào mình share rồi thì mình sẽ chơi. Ok, bye bye mọi người, hẹn mọi người ở những video sau.